Vâng, xin chào tất cả các anh em, tất cả các bà con nông dân trồng chanh không hạt. Hôm nay thì tôi sẽ theo như lời hứa đối với một số anh em, một số nhà vườn trồng chanh, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn một cách chi tiết cái cách xử lý ra hoa nghịch vụ đối với cây chanh không hạt. Thì có lẽ là cái vấn đề này thì một số nhà vườn đã biết rồi, một số nhà vườn chưa biết, thì anh em đã biết rồi thì cũng xem cho vui ha. Còn những nhà vườn nào mà chưa biết thì cần chú ý. Thưa bà con, thì đối với cây chanh không hạt mình á, là một cái loại cây mà nó dễ trồng. Thì đây là một cái loại cây mà dễ chăm sóc. Đấy. Dễ chăm sóc, dễ trồng. Hồi đó thì người ta không biết trồng thì người ta trồng tới 1 năm 2 năm nó vẫn không có trái. Hoặc là ít trái thôi. Nhưng mà bây giờ thì kỹ thuật người ta trồng cắt tỉa hoặc là bón phân thì có thể cho trái trong vòng 10 tháng 18 tháng. Sau 18 tháng là có thể là cho trái rồi. Thành ra đây là một cái cây mà so với nó nói riêng là so với cây lúa thôi thì nó lợi nhuận gấp 2 gấp 3 lần. Thì với giá bán trung bình cả năm là từ 10 đến 20 nghìn. Thì có thể bà con là có thể một công đất trồng chanh là có thể lợi nhuận gấp 2 3 lần đối với một công đất trồng lúa. Tuy nhiên thì chanh không hạt thì thường nó cho trái rộ vào khoảng những tháng mà gọi là mưa nhiều, các mùa mưa từ tháng 5 cho tới tháng 9 âm lịch. Thì cái thời điểm này thì cái nhu cầu thị trường nó không có cao, rất thấp, và giá bán nhà vườn bán rất bèo, từ khoảng 6.000, 8.000 rồi cũng có 7.000 cũng có, và thậm chí cao nhất thì cũng khoảng 9.000 thôi. Như hiện nay là bây giờ là tháng 6 năm 2018 á, thì cái giá thị trường ở đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh ở miền Tây Nam Bộ thì cái giá khoảng 9,5 là dữ lắm rồi. Thành ra là cái lợi nhuận đem lại không cao, mặc dù mình thấy cái vườn nó hái nhiều đó, tấn 2 tấn mỗi một lần hái, nhưng mà bán không có bao nhiêu tiền hết, trừ nhân công phân bón thuốc bây giờ thì giật này ra thì nhà vườn không có lợi nhuận bao nhiêu. Nhưng mà ngược lại, giờ có tháng mùa nắng, từ khoảng tháng 3 âm lịch tới khoảng tháng 4 tháng 5 thì là ít chanh. Đấy. Giá thì thường cao, từ khoảng 15 tới 25 ngàn một ký. Thậm chí năm 2013, 2014 thì có nhà vườn bán, thì các anh em chắc cũng có bán chanh, các anh em biết là một ký có thể lên tới 45 46 ngàn một ký. Thì những tháng mùa nắng giá bán thường rất cao. Chính vì vậy, nếu mà chúng ta xử lý chanh để cho nó ra hoa và có trái thu hoạch đúng thời điểm giá bán cao vào các tháng mùa nắng thì bà con nhà vườn sẽ thu lợi nhuận cao và chi phí sản xuất nó sẽ giảm lại. Nhưng nếu mà cứ để cho nó ra đúng vụ thuận ngay mùa mưa thì chắc chắn là sẽ không có lời nhiều. Vâng, và chính vì vậy thì cái video này cũng sẽ hướng dẫn cho bà con chi tiết cặn kẽ ha, từng bước để cho nhà vườn có thể áp dụng hiệu quả vào cái mảnh đất, mảnh vườn của mình. Thì nói chung thì so với các loại cây có múi khác á, cây chanh của mình nó là cái loại cây nó dễ xử lý, ra hoa rất dễ ha. Tuy nhiên thì cái lê đậu trái, đậu quả thì cũng khó lắm. Thấy nó ra hoa nhiều vậy đó, nhưng mà sau thời gian là nó đậu quả nó rụng, cái là cái tỷ lệ thấp khoảng 15% thôi. Có vườn là nó ra hoa trắng như bông mai vậy, nhưng mà nó rụng cái là không còn trái nào. Thì ra là nếu mà không có áp dụng đúng phương pháp, nhất là xử lý thuốc hoặc là gãi phân và đúng vào những cái giai đoạn quyết định thì cái hiệu quả xử lý sẽ không cao, thất thu.
Cộng với một cái nữa là thời tiết vụ nghịch mình xử lý nó thường nó sẽ không thuận lợi, thành ra là rất nhiều nhà vườn không biết cách, cộng với thời tiết bất lợi nên là mất trắng vào các tháng vụ nghịch, không có trái nhiều đấy. Thì chúng ta đang xem những cái hình ảnh mà chanh được xử lý vụ nghịch thành công ở một số vườn, tôi đi thực tế tôi chụp lại, chúng ta thấy trái rất nhiều ha, có những vườn trái như dâu nhưng mà cái chất lượng nó không có cao, trắng đây, trái rất nhiều nhưng mà trái trắng lắm. Cái lý do mà trái nó trắng như vậy thì nó do cái dinh dưỡng là thứ nhất, thứ hai nữa là do cái khâu cắt tỉa ban đầu nó không được chuẩn bị tốt, thành ra là trái nhiều nhưng mà bán thì chất lượng nó không được bao nhiêu. À, những trái như thế này thì nó đạt xuất khẩu rất tốt, bán thị trường ngoài hoặc là thị trường xuất khẩu đều được. Đấy. Ok. Hello, xin chào các anh em, xin chào bà con. Thì tiếp theo cái video cách xử lý ra hoa vụ nghịch đối với chanh không hạt, thì tôi sẽ nói với bà con và các anh em biết cái cách để mà mình xác định cái thời điểm để xử lý. Thì cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề khá quan trọng. Tại vì nếu mà mình không xác định đúng thời điểm để xử lý á, thì cái chanh không hạt nó ra bông, nó đậu trái, mình lúc mà mình cái trái nó hái á, thì lại không có giá cao. Hoặc là mình có trái nhưng mà nó chưa kịp lớn thì mình bán. Thành ra là cái vấn đề mà xác định thời điểm để xử lý nó đóng vai trò quan trọng, nó quyết định tới cái giá cả bán, cái lợi nhuận của bà con. Thật ra bà con cũng cần lưu ý cái vấn đề này ha. Thì trước hết để mình xác định được cái thời điểm để mình xử lý ra hoa thì mình sẽ giới thiệu qua một lượt cái giai đoạn phát triển của trái, từ lúc ra bông, sổ nhụy, tượng trái và phát triển. Thì nói tóm lại là cái giai đoạn này thì mình cần phải nắm sơ lược qua để mình biết thôi, mình biết để mà mình canh cái thời điểm để mình xử lý. Thì nói chung khi mà mình xử lý ra bông thì trong vòng khoảng 1 tuần đến 2 tuần thì cây nó sẽ ra bông ra hoa như thế này đấy. Thì giai đoạn này là khoảng từ 1 tuần tới 2 tuần sau khi mình xử lý hóa chất và rải phân ha, thì nó sẽ ra bông như vậy đấy. Và sau 1 tuần ra bông, ra hoa ra bông á, thì trái bắt đầu nó tượng ra, nó đổ nhụy đấy, những cái cánh hoa bắt đầu nó rớt xuống, nó để lộ ra những cái quả này đấy, bà con thấy không? Thì cái giai đoạn này là chỉ trong rất ngắn thôi, chỉ trong vòng 1 tuần thôi, từ cái bông này nó chuyển sang cái bông này, ngay từ cái bông này ha, cái bông này tôi phóng to lên nè, từ cái bông cái hoa này mà nó chuyển sang rớt cánh hoa và để lộ cái trái ra như vậy, thì chỉ trong vòng 1 tuần thôi là nó đã hình thành nên trái như thế này rồi, rất nhanh ha bà con. Đấy. Và ngay sau vài ngày sau thì bà con sẽ thấy, sau 1 tuần nhưng mà thấy bà con sẽ thấy là khắp vườn mình cái cỡ trái như thế này nè, rồi những cái bông mà nó để lộ trái như thế này rất nhiều đấy, bắt đầu nó tượng trái, thì chỉ trong vòng 1 tuần tới 10 ngày thôi
là chúng ta sẽ phát hiện ra vườn mình là không còn hoa nữa, mà nó chỉ có trái thôi, trái nhỏ thế này, thì là trong vòng 1 tuần đấy. Và tiếp theo là sang cái tuần thứ hai đó, sang tuần thứ hai là khoảng 14 15 ngày thì mình ra mình thăm vườn, mình thấy vườn mình là trái nhiều lắm, trái nhỏ 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 thì nhiều lắm, nó đậu nhiều, nói chung cũng chưa chưa đậu, chưa chắc đậu luôn, nó mới có gọi là đổ nhụy này, tượng trái thôi, là những cái trái nó cỡ này nè. Đấy. Cái ống phấn nó vẫn còn hoặc là nó rụng đây, những cái trái như thế này nè, là khoảng 2 tuần sau khi hoa nở đó. Đấy là 2 tuần, rất nhanh ha, mình thấy gì chứ nó nhanh lắm, trong vòng 2 tuần nó nhanh lắm. Rồi cái giai đoạn mà quan trọng nhất là từ giai đoạn 3 tuần trở đi, 3 tuần tới 1 tháng ấy, là những cái trái như thế này nè, là bắt đầu nó sẽ chuyển sang giai đoạn rụng sinh lý. Cá biệt những cái trái hồi nãy mình coi khoảng khoảng 2 tuần á, 2 tuần mà cái trái nó bắt đầu 2 tuần là cũng bắt đầu là rụng sinh lý nghe bà con, 2 tuần là bắt đầu rụng sinh lý rồi, 15 ngày sau khi nó đổ nhiều là bắt đầu nó sẽ rụng sinh lý. Và đến cái giai đoạn 1 tháng rưỡi, 1 tháng rưỡi là trái nó cũng khoảng cỡ này nè, đây cũng bắt đầu hết giai đoạn rụng sinh lý, thì cái trái nó cũng cỡ khoảng ngón tay cái đấy, ngón tay cái hoặc là đầu ngón tay giữa, hoặc là cỡ viên bi, mà viên bi viên đạn mấy đứa nít nó chơi là khoảng 1 tháng rưỡi là giai đoạn trái này, là có thể mình gãy phân được ha. Và cái giai đoạn mà trái từ 2 tháng tới 2 tháng rưỡi thì trái nó khoảng như thế này đấy, rất nhanh, nó màu lớn lắm, tới 2 tháng là nó lớn gì hết rồi, mày có thể là chuẩn bị mình hái được luôn rồi. Đấy. Và bước sang cái tháng thứ 3. Đấy, 3 tháng tới 3 tháng rưỡi là trái nó sẽ độ cỡ khoảng 45 gram đến 55 gram như thế này. Nếu mà gãi phân và tưới nước đầy đủ thì trái nó sẽ mất rất rất là mau lớn. Nó tóm lại, để trái chanh không hạt có thể thu hoạch được thì từ lúc ra hoa đổ nhụy như thế này đến khi cái trái nó lớn to như thế này thì ít nhất bà con phải đợi khoảng 3 tháng rưỡi đấy, mới có thể gọi là hái trái để đem đi bán. Thế thì để xác định được cái thời điểm mình xử lý thì cũng không có gì khó, mình chỉ tính ngược thời gian lại thôi. Bây giờ tôi sẽ ví dụ cho bà con thấy một cái ha. Bây giờ ví dụ mình nhắm là mình hái, mình dự kiến là mình sẽ hái cái trái vào khoảng tháng tháng giêng, tháng 1 âm lịch á, có nghĩa là sau Tết Nguyên Đán. Thường thì sau Tết Nguyên Đán thì giá chanh nó bắt đầu nó sẽ tăng dần dần lên, thì mình sau Tết Nguyên Đán thì khoảng là tháng giêng âm lịch thì mình sẽ tính ngược, mình cộng ngược trở lại 3 tháng rưỡi, 3 tháng rưỡi thôi, thì 3 tháng rưỡi thì tháng giêng là tháng ngược lại là tháng chạp là tháng 12 âm lịch đấy, thêm 1 tháng nữa là tháng 11 âm lịch và tháng 10 âm lịch đấy, thì mình sẽ xử lý sao cho cái tháng 10 âm lịch này là nó sẽ có hoa
có hoa, có bông, có bông chanh đấy. Thì vào tháng giêng âm lịch này mình mới có trái mình hái. Thế thì để xử lý vào tháng 10 âm lịch thì trước đó các tháng 9, tháng 8, tháng 7, ba cái tháng này là cái ba cái tháng mà bà con phải chuẩn bị rất kỹ để cho cái cây chanh nó khỏe, nó tốt, cành lá sum suê, nọc non nhiều, khai cây nó không có bị bệnh. Đó, màu sắc lá khỏe, tươi tốt, xanh. Thì cái giai đoạn mà tháng 10, tháng 11, cái giai đoạn rụng sinh lý nó sẽ ít lại và cái tỷ lệ đậu trái trên cây nó nhiều. Thành ra để bắt đầu mùa vụ gọi là vụ nghịch á thì nó sẽ bắt đầu vào khoảng tháng 7 nha, chứ không phải là tháng 10 như là một số nhà vườn người ta nói là tháng 10 xử lý, mà thật ra là anh em bà con phải chuẩn bị vào khoảng tháng 7 đó, tháng 7 âm lịch, hoặc sớm hơn nữa là khoảng tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch thì bà con phải chuẩn bị cho tôi đi. Đấy. Thì mình sẽ đi trước người ta, mình sẽ chuẩn bị vào lúc tháng 6, có nghĩa là mình sẽ chuẩn bị một số công việc như là cắt tỉa nè, quét vôi nè, bón phân hữu cơ, bón phân hóa học nè, rồi cải tạo mương vườn, làm cỏ để tạo điều kiện cho cái gốc chanh, cái cây chanh của mình nó phát triển tốt nhất, để cho nó tạo đọt non, tạo những cái nhánh mà cho trái, mình cắt tỉa bớt những cái nhánh sâu bệnh già yếu chết đi để trẻ hóa cây lại. Thì mình sẽ làm trong 4 tháng hoặc là 3 tháng này thôi, để khi mà mình xử lý á, đúng vào tháng 10 cây nó có bông thì mình sẽ có trái hái vào tháng giêng âm lịch. Đó là cái cách mà tôi nói là cái cách mà xác định thời điểm xử lý ha. Thì tôi nói lại ha, mình sẽ tính ngược thời gian ngược lại để mình xử lý. Ví dụ mình muốn có trái hái vào tháng giêng âm lịch thì mình sẽ cộng ngược 3 tháng rưỡi ngược lại để mình xử lý. Thì tháng giêng âm lịch mình cộng ngược lại là tháng chạp nè, 1 tháng nè, tháng 11 nè, 2 tháng nè, tháng 10 là 3 tháng. Đấy. Thì mình sẽ xử lý vào tháng 10 ha. Trước đó thì mình sẽ xử lý, mình sẽ dưỡng cây ha, nói đơn giản là dưỡng cây đó, mình sẽ dưỡng vào 4 tháng này. Tất nhiên là đối với những cái cây mà nó từ 4 5 tuổi, 5 5 tuổi trở lên thì những cái tháng này nó vẫn có trái ha bà con. Vẫn có trái để bán. Tại vì ngay cái vụ mà thuận á, nó vẫn còn trái để mà hái. Nhưng mà trong tháng này mình sẽ cố gắng, mình sẽ hái bớt trái, mình hái ép trái thì mình bán bớt bớt trái trên cây đi, tại vì cái tháng này trái nhiều lắm. Nếu mà mình cứ neo trái mình đợi giá thì cây nó sẽ suy kiệt nhanh lắm. Thì lúc này mà cây nó suy kiệt, cây nó không đủ dinh dưỡng phát triển tốt á, thì cái giai đoạn tháng 10 này mình xử lý nó sẽ không hiệu quả ha. Còn ví dụ như bà con muốn bán vào tháng 2 thì mình cứ tính ngược lại thôi, mình tính ngược 3 tháng rưỡi lại thôi, mình xử lý thôi. Ok, thì trên đây là tôi đã hướng dẫn cho bà con cái cách để mà mình xác định thời điểm xử lý ra hoa dụ nghịch đối với chanh không hạt. Thì clip tiếp theo mình sẽ đi chi tiết vào cái quy trình xử lý ra hoa luôn. Ở đây thì tôi sẽ nói trước cho bà con là, như mà anh em biết là cái cách xử lý ra hoa chanh không hạt nó rất nhiều cách. Mình có thể sử dụng cái cách dành cho cam cũng được, hoặc là cho bưởi cũng được, nhưng theo tôi thì nó sẽ có những cái bước cơ bản như sau. Bước thứ nhất đó là chuẩn bị tốt. Cái bước chuẩn bị này là mình sẽ chuẩn bị vào mấy cái tháng này nè,
À, bước chuẩn bị này là quan trọng nhất ha. Bước này là quan trọng nhất nè. Nó sẽ đóng vai trò quyết định đến thành công của cái vụ ví dụ nghịch xử lý. À, cái bước chuẩn bị này là sẽ từ tháng 6 âm lịch, tháng 6, tháng 7, tháng 8 ha, tháng 9 luôn. Là những cái bước này. Những cái tháng này mình sẽ nằm trong cái bước 1 này ha. Nó kéo dài lắm. Và cái bước thứ hai. À, cái bước thứ hai là bà con sẽ tạo mầm hoa cho cây. Thì đối với cái cây trồng nói chung á, và cây chanh không hạt nó riêng, thì nó có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sinh trưởng, sinh dưỡng á, là cái giai đoạn mà nó phát triển đọt, là phát triển thân cành lá. Đấy. Cái giai đoạn thứ hai là cái giai đoạn mà phát triển và ra hoa. Thì giữa hai cái giai đoạn đó nó sẽ hình thành mầm hoa, mình sẽ xử lý ra hoa, đây gọi là sự ra hoa đó. Thì mình thay vì cái mầm, cái chồi của cây nó phát triển thành cái lá, nó phát triển thành cái chồi, cái cành, thì mình sẽ sử dụng hóa chất hoặc là phân bón đó, hoặc là mình xiết nước để mình phân hóa cái mầm hoa của nó, cái mầm chồi đó thành mầm hoa để mình xử lý cho nó ra hoa. Thì giai đoạn này gọi là giai đoạn tạo mầm. Cái bước thứ ba đấy, cái bước thứ ba là chúng ta sẽ xử lý hóa chất cộng với là phân bón để thúc đẩy sự ra hoa đồng loạt đấy. Cái bước thứ tư đó là chúng ta sẽ dưỡng hoa đậu trái, và bước cuối cùng, bước số 5 là chúng ta sẽ bón phân đậu trái. Năm bước, theo tôi là năm bước này là đã đủ rồi, đủ để nha, bà con và mấy anh em có thể xử lý cái cây chanh không hạt nó hiệu quả. Tại sao nói cái bước 1 này là bước quan trọng như quyết định? Tại vì cái bước 1 này nếu mà mình làm tốt á, thì mình sẽ tạo ra cái dàn lá, cái bộ cây, cái tính đồng loạt khi mà mình xử lý cái bước 3 này. Tại vì mình cắt tỉa, mình bón phân để cho cái đọt non và cái lá nó ra đồng loạt, thì cái cây nó sẽ tạo mầm hoa bước 2 này đồng loạt hết luôn, chứ không phải là một khúc thì cái lá nó già, một đoạn á, cái lá vàng dưới, cái lá ở dưới gốc á, nó già, nhưng mà cái lá ở trên nó non, thì bà con anh em cũng sẽ không có xử lý được. Thì thành ra cái bước này là cái mục đích quan trọng nhất của cái bước này, bước 1 này á, từ tháng 6 cho tới tháng 9 nè, là mình sẽ tạo điều kiện để cho cây nó phát triển cành thân lá đồng loạt. Đấy, cái bộ lá nó đồng loạt thì mình sẽ xử lý nó hiệu quả hơn. Ok. Clip tiếp theo thì tôi sẽ đi vào chi tiết từng bước, từ bước 1, bước 2, bước 3, bước 4, bước 5 này để cho bà con và các anh em có thể nắm được ha. Và cái đó cũng là clip cuối cùng của cái series hướng dẫn xử lý ra hoa chanh không hạt nghiệp vụ. Rồi, cảm ơn anh em, cảm ơn bà con đã xem clip này. Nhớ click ủng hộ và comment nếu mà có anh em nào mà còn chưa có hiểu và có thắc mắc nào đó thì hãy comment ở phía dưới nha. Rồi, cảm ơn bà con anh em đã theo dõi clip của tôi. Xin chào bà con, xin chào anh em trồng chanh không hạt. Thì như đã hứa thì hôm nay tôi sẽ đi đi vào chi tiết và cụ thể từng bước
để bà con các anh em có thể thực hiện để xử lý cây hoa chanh không hạt ha. Thì bây giờ mình đi vào bước 1, đó là bắt đầu từ tháng 6, tháng 7 âm lịch ha, mình sẽ cắt tỉa. Thì đây là một số hình ảnh cắt tỉa. Thì mình cắt cái gì? Mình cắt tỉa mình sẽ cắt những cái nhánh, những cái cành nào mà nó vượt lên như vậy nè. Đấy, nó lên thẳng đứng lên luôn. Thì ở dưới vườn, nhà vườn bà con thì thường gọi là những cái nhánh vượt. Đấy. Những cái chồi gừng, chồi dược nó nhìn nó thẳng đứng lên, nó không có phân nhánh gì hết, thì bà con cắt sát dưới luôn. À, những cái nhánh thế này ha, rất nhiều vườn là có để luôn ha, không có cắt. Đặc biệt là những cái nhánh ở dưới gốc có ra nhiều gì nè, thì những cái nhánh này nó sẽ hút dinh dưỡng, nó sẽ lấy dinh dưỡng, cạnh tranh dinh dưỡng đối với những cái nhánh còn lại, và những cái nhánh này nó sẽ không mang lại hiệu quả cho mình, thì ra mình cắt sát bỏ luôn, kéo ra vườn hết. Cái đây là hình ảnh một cái vườn chanh, người ta đã cắt tỉa cái dàn nhánh khô héo chết ở dưới nè, rất là tốt ha. Đây đây là cái công cụ để mà mình có thể cắt tỉa những cái nhánh cao, mình không cần leo lên, tại vì cái cây chanh là nó rất là giòn, mà ai mà leo lên là nó sẽ gãy ngang thôi. Nghe, mình cắt những cái cây cao mình sẽ sử dụng cái công cụ này, cái kéo dựt đấy.
cái chi tiết mà cái quy trình cắt tỉa như thế nào thì anh em hoặc là bà con trồng chanh có thể theo dõi ở một số clip mình có đăng ở trên kênh ha, mình coi lại hướng dẫn rất là chi tiết. Thì mình tóm lược ở đây thôi là mình bước 1 này á, thì mình sẽ làm một số công việc như sau. Thứ nhất là cắt tỉa ha. Cắt tỉa thì mình sẽ cắt có 3 giai đoạn, cắt ba cái phần ha. Nhất là cắt những cái nhánh khô nè, chết nè, sâu bệnh, đốn chặt bỏ những cái nhánh nào mà nó khô với chết luôn, cắt nhánh sát đất đấy, cắt nhánh sát đất, chồi gừng, chồi gừng, chồi cao nãy đó, chồi cao, chồi vừa đấy. Rồi và một cái nữa là những nhánh giao tàn, đối với những cái vườn mà trồng dày, cái này quan trọng ha, những cái vườn mà trồng khoảng 2 thước 1 cây, 2 mét 1 cây, 3 mét 1 cây thì cần phải cắt tỉa những cái chỗ mà giao tàn hay để có ánh sáng nó lọt vào, mình xử lý hoa nó mới tốt đấy. Đây là người ta cắt rất là tốt ha, một cái đội cắt tỉa rất là chuyên nghiệp. Đấy. Khi mà mình cắt tỉa mà gọi là cắt xong á, thì mình sẽ cắt xong thì khoảng 7 ngày sau, không tới 7 ngày mà cắt xong khoảng 2 ngày, 2 ngày sau mình sẽ bón phân. Bón phân thì mình sẽ đi phân hữu cơ, phân hóa học. Phân hóa học ở đây mình sẽ sử dụng NPK, cái tỷ lệ đạm cao, tỷ lệ đạm khoảng 30, tỷ lệ đạm lân kali thì có thể là 3:1:1 hoặc là 2:1:1 cộng với một số phân chung vi lượng. Hay đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em và bà con một số phân, có rất là nhiều phân trên thị trường và có thể lựa chọn ha, nhưng mà vẫn vẫn đảm bảo cái tỷ lệ này thì cây nó mới ra đọt thì tốt. Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu thị phạm một số phân thôi, ví dụ xài phân của anh Tết 20 10 10 đấy. Một số anh em hỏi là liều lượng bón một cây bao nhiêu thì trả lời luôn là nửa ký một cây ha, nửa ký một cây mới đủ hay bà con, nửa ký một cây một gốc. Đó. Mình có thể xài phân là 30, 20, 10, 10 hoặc là NPK của Đầu Châu Bình Điền, NPK 3 số 16 đấy. Những cái phân này rất là dễ tan, phân này có TE nữa, hoặc là phân, tuy nhiên cái phân NPK mà 3:16 này cần phải trộn thêm ure cho nữa nha, thì nó mới đảm bảo là cái tỷ lệ đạm nó cao. Ngoài ra thì có thể xài 20 15 bình thường, 20 20 15, hoặc là có một số phân mà phân nhập á, một bao 25 kg thì thấy cũng cũng xài cũng khá tốt, là NPK, NPK 30 đúng tỷ lệ luôn, 30 99, bao này 25 kg thôi, rồi NPK 30 10 10 luôn, 30 10 10. Cái phân này là tôi nhớ không lầm là cái phân này có tên là Gasoni đấy, 20 15 này cũng có cái phân Gasoni luôn. Cái phân này rất là dễ tan, và con có thể liên hệ với một số cái đại lý vật tư nông nghiệp để mà mua ha, gửi cho xanh cho cái vườn chanh của mình đấy. Ở cái phần phân hóa học này bà con cần lưu ý là
cần phải bón thêm cái phân vi lượng nữa, tức là mình trộn thêm cái phân vi lượng nữa ngoài những cái phân này á. Những cái phân này là mình chọn một trong bốn cái loại phân này thôi ha, chứ không phải mình gãi cái bốn loại phân này luôn là tốn tiền dữ lắm ạ. Thì mình sẽ tăng cường thêm một số cái phân vi lượng nữa, chẳng hạn giới thiệu với bà con luôn là cái phân da ga nitrat bo, cái phân này mình xài giai đoạn này nhiều ha. Hai cái phân này thì gần cuối cái mình sẽ có một cái clip, tôi sẽ có một cái clip để mà up mấy cái hình này lên cho bà con thấy cái hình phân này. Thì giờ ở đây mình tạm thời mình giới thiệu trước thôi. Phân da ga này chất bo này nó sẽ có cái à, nói nhiều quá người ta nói mình quảng cáo với cái phân này nữa cũng mệt à, nhưng mà cái phân này tốt ha. Da ga Mila Complex à, cái phần này là vi lượng nhiều lắm ha, cái phần này đặc biệt là nó có cái magie đó. Thì có thể mình trộn hai cái phần này kết hợp với cái một trong bốn phần này để mình gãy cái giai đoạn chuẩn bị này trong vòng 4 tháng. Ok, thì mình tóm lại á, ở bước thứ nhất mình sẽ làm hai việc. Việc đầu tiên là mình sẽ cắt tỉa. Đấy, cắt tỉa thì có hướng dẫn một số clip mà anh em và bà con có thể coi ha. Sau đó là mình 2 ngày sau khi cắt tỉa mình sẽ bón phân. Bón phân thì có hữu cơ, à quên nói hữu cơ nữa, hữu cơ là mình xài phân chuồng ha, phân chuồng ủ hoai mục, hoặc là nhà vườn nào mà không có điều kiện mua, à, không có điều kiện mua phân chuồng, phân bò ủ á, thì có thể mua phân nó chế biến sẵn 350 kg, 200 mấy ngàn á, 200 250 ngàn một cái một bao á. Thì mình sẽ bón giai đoạn này từ 2 kg cho tới 4 kg một cây, tùy theo cái tuổi cây mà mình bón cái lượng phân như như thế này để phục hồi cây ha. Và sau đó mình sẽ bón phân hóa học như hồi nãy tôi sẽ hướng dẫn nhé. Tỷ lệ đạm lân kali là 3:1:1, mỗi một cây là nửa ký à. Rồi ok, giai đoạn này là nếu mà có mưa thì mình khỏi tưới, nếu mà không có mưa thì mình sẽ tưới nước đủ nước ha, tưới đủ nước. Nước với quan trọng giai đoạn này sau khi cắt tỉa ha, tưới đủ nước để cho nó ra đọt. Thì trong vòng khoảng là 15 ngày đấy, 15 ngày là cây sẽ ra đọt, cây sẽ ra đọt non. Tưới đều trong vòng 15 ngày là cây nó sẽ ra đọt non. Thì ở đây tôi sẽ cho bà con thấy cái một cái vườn chanh hồi nãy đó, người ta cắt tỉa xong là tưới trong vòng bón phân, tưới trong vòng là nửa tháng là cây nó ra đọt rất đẹp, nhìn rất đẹp mê lắm đấy. Cái dàn đọt này là đủ để cây phục hồi rồi. Đây nhìn từ xa thì không thấy, nhưng mà mình zoom gần lại chút xíu, cái mấy cái cây này người ta cắt tỉa xong người ta gãy phân nè. Thì những cái chỗ mà cắt tỉa đấy, nó sẽ ra đọt rất là đẹp, chỉ trong vòng khoảng 1 tuần tới 2 tuần thôi là mình sẽ thấy cái đọt nó ra rất là đẹp như thế này, đều cây hết. Thì mình sẽ dưỡng cái bộ đọt này để mình khoảng 2 tháng 3 tháng nữa mình sẽ xử lý. Ở đây mình đang ví dụ mình đang ở tháng 6 âm lịch ha, để mình cắt tỉa. Anh em tưởng tượng mình đang ở tháng 6, 6 âm lịch á. Đấy. Cắt tỉa 4 phân nó sẽ ra đọt như thế này. Thậm chí là một số vườn mà cái độ tuổi từ 4 tuổi, 4 năm, 4 năm cho lên, 5 năm mình cắt tỉa xong nó ra bông luôn. Nó ra bông luôn thì mình phải kiểm soát cái phần đó nữa. Đây. Đấy. Mình cắt tỉa mà mình
cắt tỉa ở đây có cái nhánh nó dài mà mình cắt ngang nè, mình gãy thân là nó sẽ ra bông, nó sẽ ra đọt non rất rất đẹp như thế này. Thì mỗi một cái đọt này á nó sẽ mang trái sau này khoảng 2 tháng nữa nó sẽ dài ra, nó già lại, thì khi mà mình xử lý á nó sẽ ra ra bông ra trái cho mình, thì mình phải dưỡng những cái đọt này ha. Thì cái giai đoạn cái bước đầu tiên này mình sẽ thêm một cái phần rất quan trọng nữa, đó là mình phun thuốc. Mình phun thuốc tại nó ra đọt non, mình sẽ sâu dễ bùa hoặc là bọ trĩ hoặc là nhện đấy, dồi hoặc là những cái con rầy á, nó sẽ bám vào, nó sẽ ăn. Mình sẽ phun thuốc sâu, thuốc gầy để mình dưỡng cái bộ đọt đó, cộng thêm một số cái phân bón lá là có vi lượng nha. Thì bón phân gì, xịt thuốc gì ở giai đoạn số 3 này á, thì tùy theo nhà vườn kinh nghiệm mà xử lý ha. Thì ví dụ bà con mà có nhu cầu mà trực tiếp thì có thể là gặp trực tiếp các anh em kỹ sư nông nghiệp để mà hướng dẫn thêm cho bà con giai đoạn này ha. Thì tôi sẽ không nói thuốc gì ở đây, sâu gì ở đây, thuốc rầy gì ở đây, phân bón lá gì ở đây ha. Ok, khi mà cây nó ra đọt như thế này là coi như là mình thành công bước đầu rồi đó, mình chỉ cần dưỡng đọt này thôi để cây nó phát triển tốt nữa là ok. À, cho bà con thêm, cho mấy anh em coi cái vườn mà người ta bón phân hữu cơ nè. Đấy, bón hữu cơ người ta sẽ xới đất xung quanh cái vườn, xung quanh cái gốc thì người ta bón, thì cái hiệu quả phân hữu cơ nó cao hơn. Thì rất ít nhà vườn, rất ít anh em là làm theo cái phương pháp này ha, tại vì nó hơi cực chút xíu thôi. Nhưng mà nếu mình làm được cái cách này á, thì phân mình bón vào rất hiệu quả, đặc biệt là phân hữu cơ. Phân hữu cơ bón nhiều hiệu quả thì nó sẽ tăng cái hiệu quả sử dụng cái xong cái phân hóa học của mình. Và nếu mà bà con hoặc là anh em nào mà xử lý đất mình tốt được như thế này á, sau đó mình bón phân thì cái hiệu quả mang lại nó sẽ như mong muốn. Thay vì mình để đất nó cứ gọi là đất nó chai cứng nó lèn á, thì mình gãi vô thì nó sẽ bị rửa trôi rất nhanh ha. Rồi ok, trong cái bước 1 này thì mình sẽ làm 3 khâu. Đầu tiên là khâu cắt tỉa. Đấy. Cắt tỉa bón phân. Khâu thứ hai là khâu tưới nước nha, tưới nước cũng quan trọng. Và khâu thứ ba đó là phun thuốc sâu, thuốc rầy cộng phân bón lá để chúng ta dưỡng cái bộ đọt, bộ lá non thật tốt để tạo điều kiện cho cây phát triển khỏe mạnh, để giữ trái giữ bông sau này nó tốt hơn. Thì anh em hỏi là từ lúc cái đọt nó nhú ra đến lúc mà cái đọt nó già nó thành thục thì khoảng bao lâu, thì báo với anh em luôn, trả lời luôn, đó là 3 tháng. Đấy, từ lúc mà cái đọt nó ra nó còn non á, nó còn non như hồi nãy á, đây là những cái đọt nhỏ nhỏ này nè, nó ra và nó những cái đọt này nó ra nè và nó thành thục, nó già như mấy cái đọt già dưới nè, thì ít nhất cũng phải là 3 tháng, 3 tháng nó mới già được. Thì như hồi nãy tôi có nói, những cái clip mà trước tôi có nói là mình sẽ chuẩn bị từ tháng 6 cho đến tháng 8, tháng 9 là trong vòng 3 tháng là có thể là cái lá nó sẽ lụa lại, nó sẽ già lại, là mình sẽ xử lý thuốc nó tốt hơn. Thì trong vòng 3 tháng này mình sẽ trẻ hóa cây lại, phục hồi cây lại. Mình làm tốt cái bước này thì những bước sau mình sẽ chỉ là mình đi theo quy trình thôi, chứ mình không cần phải phải lo lắng gì thêm nữa. Nếu chúng ta làm tốt cái khâu chuẩn bị này
ba cái bước này, ba cái khâu này, cắt tỉa, bón phân, tưới nước, phun thuốc để dưỡng được cái đọt tốt thì mình đã thành công khoảng 50%. Đó, 50% đảm bảo với bà con luôn, đảm bảo với anh em luôn là anh em làm tốt cái khâu chuẩn bị này để cái cây nó thân cành lá sum suê tốt khỏe mạnh thì anh em đã thành công 50% trong quá trình xử lý ra qua dụng nghịch, chứ chưa cứ nói tới là có bông hay không, thì mình làm chỉ cần làm tốt cái khâu này thôi thì những cái khâu còn lại là coi như là rất là dễ đấy. Ok, cái video này hơi dài rồi, thành ra là tôi sẽ cắt ra ha, thêm một clip nữa là ở bước số 2, là số 2, số 3, số 4 thì mình sẽ nói nhanh. Cái bước đầu tiên này nó quan trọng, thành ra là tôi nói hơi dài chút xíu, thì những cái bước còn lại là mình sẽ gom lại thành một clip cho nó ngắn gọn. Rồi ok, dừng lại ở đây. Bà con anh em xem clip tiếp theo ha. Rồi ok. Rồi, xin chào bà con, xin chào anh em. Thì bắt đầu mình sẽ bước vào cái giai đoạn tạo mầm hoa. Thì hồi nãy là mình có nói là bước thứ nhất mình chuẩn bị tốt, quan trọng để mình bắt đầu mình xử lý vào các bước còn lại. Thì cái bước 1 này là mình sẽ kéo dài từ tháng 7 hoặc có thể sớm hơn là tháng 6, tháng 7 cho tới tháng 9 nè, tháng 7 tới tháng 9 là 3 tháng, tháng 6 tới tháng 9 hay bà con, tháng 6 âm lịch, rồi mình đang nói về âm lịch ha, tháng 6 tới tháng 9 thì mình bắt đầu mình vô cái bước 2 này á, thì mình sẽ bắt đầu vào tháng 9, đầu tháng 9 mình sẽ bắt đầu mình tạo mầm hoa, mình sẽ làm suốt trong một tháng này luôn, trong tháng 9 luôn. Thì đầu tiên mình sẽ gãi lân, xúc cái lân đấy. Lân thì gãi tùy theo cây, thì mình có thể gãi từ 2 kg tới 3 kg một cây à. Lân thì bà con có thể chọn lân long thành à, dạng bột á, lân này lân dạng bột, và một cái loại phân tốt hơn phân lân long thành nữa nhưng mà nó mắc hơn, đó là phần lân nung chảy à, lân nung chảy. Lân nung chảy thì nó lại có hai loại nữa là lân nung chảy của Văn Điển và lân nung chảy của Ninh Bình, thì hai loại loại nào cũng được à. Hoặc là sử dụng phân của Văn Điển hoặc là sử dụng phân của Ninh Bình, còn mà nhà vườn nào mà mua không có cái phân nung chảy này thì có thể sử dụng phân long thạch ha. Đặc biệt nói tới phân nung chảy thì mình sẽ chỉ có sử dụng khoảng từ 1 tới 2 kg thôi để sử dụng là đủ rồi, còn cái thời điểm mà ba mà còn cái liều lượng là 3 kg tới 2 kg thì mình sẽ áp dụng cho lân long thành ha, lân long thành nó sẽ hiệu quả hơn, mình sẽ bón nhiều hơn, mình sẽ áp dụng 2 kg tới 3 kg lân long thành. Thường nhà vườn sẽ xài cái phân long thành này hơn, thì cái phân long thành này nó dễ tan. Sau khi mình bón phân thì mình tưới nước khoảng 2 đến 3 ngày hoặc là 5 ngày cho cái phân này nó tan hết. Cái bước thứ hai đó, là mình sẽ phun 2 lần phân bón lá tạo mầm hoa. Thì cái phân bón lá tạo mầm hoa điển hình để mà mình sử dụng đó là cái phân MKB. Cái phân này là nó có cái định lượng đạm lân kali là 0,52
34%. Đấy. Hoặc là thường bà con nghe nói 10/60/10 á, thì là cái phân này nè, volume 10/60/10. Ok, 10/60/10 này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái phân bón lá này nó có 10% là đạm N đó, 60% là lân P và 10% là kali, cộng thêm một số cái chu lượng khác mà thường những cái này nó sẽ ít lắm. Còn MKB thì cũng vậy luôn, đạm là không có ha, lân kali. Đấy, hai cái phân bón lá này là hai cái phân phổ biến nhất. Thì khi mà mình phun á, mình chỉ phun một loại thôi, một trong hai loại này thôi là ok rồi. Mình sẽ phun hai lần ha, hai lần cách nhau 7 tới 10 ngày. À, thì phun hết cái giai đoạn, cái giai đoạn mà phun bón lá này thì đã hết khoảng 20 ngày. Và cái giai đoạn tạo mầm hoa này, bà con anh em là lưu ý là đối với cái cây mà cây chanh nó dưới 3 năm, khi mà bà con xử lý thì bà con có thể gãi thêm khoảng 100 g kali một gốc nữa để tăng cái hiệu quả tạo mầm hoa ở giai đoạn tháng 9 này. Đấy, mình đã nói hết hai khâu ở trong cái giai đoạn tạo mầm hoa là mình gãi super lân đấy và phun phân bón lá tạo mầm hoa. Và có thêm một cái bước này nữa cũng khá quan trọng là cái bước xiết nước, mình kết hợp được xiết nước luôn. Xiết nước thì mình sẽ xiết nước chỉ trong khoảng 15 tới 20 ngày thôi. Đó. Khi mà mình đã phun xong xiết nước, sau khi theo kinh nghiệm á, thì phải xiết nước sau khi phun MKB hoặc là plum 10/60/10 là 7 ngày. Đấy, 7 ngày là mình phun cái lần thứ nhất này 7 ngày, xong sau đó mình xiết nước, xong mình phun lần thứ hai lại, mình phun tạo mầm dập thêm lần thứ hai nữa, thì hiệu quả tạo bông hoa tháng 9 này nó mới khả quan được. Đấy. Đây là xong cái bước thứ hai là tạo mầm hoa là hết tháng 9 luôn ha. Bây giờ qua tới bước thứ ba là mình qua tháng 10. Mình sẽ xử lý hóa chất phân bón lá, phân bón để mà cho nó ra bông, cho nó ra hoa. Thì ở tháng 9 này mình chỉ gãi cái phân lân thôi, chứ mình không có gãi phân đạm gì hoặc là phân kali gì hết. À, hoặc là mình chỉ gãi lân với kali thôi. Thì trong một tháng này qua tới tháng 10 này thì mình sẽ xử lý hóa chất. Thì đối với cái bước này thì mình sẽ có hai hình thức, tức là mình sẽ xử lý bằng hóa chất. Hóa chất xử lý ở đây thì nói luôn với bà con với anh em luôn là pure hoặc là ga hoa xanh, nhiều lắm, nhiều hóa chất sẽ xử lý lắm, siêu ga hoa hoặc là sổ lá thị sĩ, ui nhiều lắm, nhiều loại thuốc để xử lý lắm. Rồi rồi phân bón lá tùm lum hết, nhiều loại phân lắm. Thì đây tôi nói ra một số cái phân điển hình mà xử lý nó hiệu quả thôi, và ra những cái phân bón lá và những cái hóa chất khác nó cũng hiệu quả nữa. Ngoài ra là có paclobutazo nữa đấy. Cái này thì những hóa chất này thì hạn chế sử dụng, tại vì cái hóa chất này nó ảnh hưởng tới sức khỏe của nhà vườn rất nhiều. Cái hình thức xử lý thứ hai là bón phân nè, bón phân cộng tưới nước. Đấy, tôi sẽ nói chi tiết về hai cái hình thức xử lý này ha. Đầu tiên là cái hình thức xử lý hóa chất nè, xử lý hóa chất thiore, ga hoa xanh, siêu ga hoa, sổ lá thị sĩ, paclobutazon. Thì đầu tiên phải nói đến là những cái hóa chất này là nó có tác dụng là sổ lá, tức là mình phun lên, phun đều lên tán lá là lá sẽ rụng,
đó, những cái lá nào mà nó già nó thành thục thì nó sẽ rụng cái lá đó, nó tạo cái tầng rời ở cuốn lá, nó sẽ rụng cái lá đó, thúc đẩy nó kích thích ra hoa đồng loạt. Và cũng nói thêm luôn là những cái hóa chất này nó rất là nguy hiểm đến sức khỏe của người sử dụng. Và con có thể lên internet mà con tìm hiểu những cái hoạt chất của thiêu rê nè, rau xanh là ethylene nè, siêu ra hoa của lá thủy sĩ, những cái hoạt chất này là ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt là gan thận tim phổi. Bà con sử dụng nhiều là bà con theo thời gian này sẽ ảnh hưởng sức khỏe của con rất nhiều, nhưng mà rất nhiều người không biết đến. Thì bà con có thể lên internet mà con tìm hiểu thêm ha, này tôi không có nói. Thì những hóa chất này phun vào nó sẽ ra hoa đồng loạt nhanh, mà phun xong thì cũng phải bón, phun xong những cái hóa chất này cũng phải bón phân nha. Thì theo kinh nghiệm thì những cái hóa chất này phun sau khi phun là sau khi phun 7 ngày là lá nó sẽ rụng nè, lá rụng nè. Rồi sau đó bà con bón phân, để thúc đẩy ra hoa. Lúc này là lá nó đã rụng rồi, lá rụng khoảng 50%. Bón phân thì trước khi nói tới bón phân thì mình sẽ nói cái cách phun nha. Mình phun những cái phân bón lá này mình chỉ phun khoảng 1/2 cây thôi. Mình sẽ sử dụng 1/2 cây thôi. Chứ không là mình không có phun đều hết vườn, phun đều hết cây ha, tại vì phun đều hết cây là ảnh hưởng rất nhiều tới cái tình trạng sức khỏe của cây. Rất dễ xảy ra suy kiệt khi mà kết thúc vườn nghịch. Mình phun 1/2 cây thôi để mình cho cái tầng lá ở giữa và từ giữa cây xuống dưới gốc nó có bông thôi. Và con lưu ý này ha, thì tại sao thì chi tiết tại sao được liên hệ kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư nông nghiệp nó sẽ anh em sẽ giải thích cặn kẽ chi tiết cái nguyên nhân tại sao mình chỉ phun 1/2 cây thôi. Đấy, sau khi phun 7 ngày thì lá rụng. Thì lúc này mình sẽ bón phân để thúc đẩy ra hoa, thì mình sẽ sử dụng những cái phân ở trên này. Những cái phân trên này mình bón cũng được, liều lượng cũng được, kiến gốc. Nhưng mà đặc biệt cái giai đoạn này tôi khuyên bà con là nên xài cái phân gọi là DB ha, 18460. Đấy, 18% đạm, 46% lân, không có kali, kết hợp với hai cái phần này. Đấy, kết hợp với cái phần da gà có bo canxi nè, và cái phần da gà dưới có vi lượng. Lưu lượng anh em hỏi và con hỏi là bao nhiêu thì nửa ký một cây. Bón phân xong tưới nước, bón phân xong thì mình tưới nước, tưới đều thôi, mình tưới liên tục trong 1 tuần, không bỏ ngày nào ha. Tại lúc này là trời nắng lắm rồi, 9 tháng 10 là nắng dữ lắm, tưới đều không bỏ ngày nào ha, thì mình tưới liên tục sau khi xử lý sau khoảng 15 ngày là bông ra. Cái hình thức xử lý này là mình sẽ sử dụng những cái hóa chất mình thúc đẩy chanh ra hoa đồng loạt. Ngoài ra thì nếu mà bà con kiên nhẫn chút xíu, tại vì những cái hóa chất này nó thúc đẩy ra hoa nhanh thôi. Ngoài ra thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con anh em rất nhiều. Hạn chế sử dụng cái phương pháp này ha. Đặc biệt là phương pháp này là nó làm suy kiệt cây rất nhiều, rất dễ chết cây, nhưng mà không biết cách xử lý, không biết cách liều lượng phun á, không biết liều lượng để mà sử dụng những hóa chất mà thiêu rê, ga hoa xanh, siêu ga hoa vân vân. Thì thứ nhất, cây rất dễ suy kiệt, rất dễ chết sau vụ nghịch, và ảnh hưởng sức khỏe. Điều đặc biệt quan trọng là ảnh hưởng sức khỏe của bà con rất nhiều. Nếu mà mình sử dụng hóa chất này, cái này mình nói trước luôn.
khi mà nói tư vấn thì tôi cũng có nói với bà con nông dân ấy, với mấy anh em là hạn chế cái sử dụng cái hình thức này ha. Nhưng mà nhiều người vẫn thích sử dụng tại vì nó ra hoa, nó trái, nó nhiều dữ lắm. Tôi không hiểu sao nữa, nó độc hại như vậy đó, nhưng mà rất nhiều người thích ha. Đặc biệt là đối với ga hoa xanh á, đối với những cái nhà vườn nào mà bán cho công ty xuất khẩu trái cây á, xuất khẩu châu Âu á, thì ga hoa xanh và Tiêu nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng trái đang có trên cây. Tức là khi mà mình xử lý là nó vẫn còn trái trên cây, cái trái mà nó ra vụ trước á, nó ra ngay vụ thuận đó, nó vẫn còn sót trái, thì những trái đó mình vẫn hái mình bán. Nhưng mà khi mà tới lúc mình xử lý, những cái trái nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái thuốc này nè, cái dư lượng thuốc ở trong trái rất nhiều, nó làm cho cái màu sắc trái nó biến đổi, nó không còn xanh đẹp nữa mà nó chuyển sang màu vàng ha. Nó rất dễ hư hỏng khi mà bảo quản. Thành ra là tôi khuyến cáo nhà vườn các anh em là hạn chế sử dụng cái hình thức là xử lý bằng hóa chất như thế này ha. Những hóa chất này để thúc đẩy cho ra hoa, mà mình sẽ sử dụng cái phương pháp này, đó là xiết nước ha. Ở trên này mình xiết nước, thay vì mình xiết nước 15 tới 20 ngày, mình tăng thêm 10 ngày nữa. Nếu mình xiết nước tới 30 ngày, đợi khi cây mà nó quắn luôn, nó quắn lá luôn, hoặc là thậm chí là nó sẽ bút bông luôn, thì mình mới gãy phân. Thì như vậy nó sẽ ra hoa tốt hơn. Ở đây tôi sẽ cho bà con coi cái dừa. Đây. Đấy. Nếu mà chúng ta xử lý không xử lý hóa chất, nhưng mà chúng ta xiết nước, đợi cho tới khi mà cái bút bông này nó bút kia luôn, nó bút kia, hoặc là cái bút bông nó nhỏ hơn thôi, mình gãy phân là nó cũng ra bông bình thường, không cần phải là gọi là sử dụng hóa chất gì cho nó ghê gớm. Chỉ cần mình kéo dài thời gian, đây 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 chỉ cần mình kéo dài cái thời gian xiết nước chút xíu thôi, thì cái cây tự động nó sẽ bút bông nhỏ nhỏ vậy. Mình tăng lên là 1 tháng luôn, xiết nước 1 tháng luôn, cây nó xào lá luôn, mình bón phân, mình gãi phân, mình tưới nước đều, thì cây nó cũng bút bông ra ở nách lá như thế này, chứ không cần phải đợi mà cái lá nó rụng xuống thì cái bút bông nữa nó ra, thì không cần luôn. Thì những cái bông mà những cái hoa mà nó ra dưới nách lá mà có lá như thế này thì cái khả năng đổ rất cao luôn bà con ha. Thì lý do tại sao thì liên hệ kỹ sư nông nghiệp giải thích cặn kẽ ha. Tôi chỉ nói gì thôi, nói để bà con nắm thôi. Tức là những cái bông để anh em nắm, là những cái bông, những cái lá mà nó ở dưới những cái bông mà nó dưới nách lá như thế này thì cái khả năng đậu trái rất cao. Những cái lá này già ha, nhưng mà lá non nha. Đây, những cái bông này khả năng, cái tỷ lệ đậu đối với những cái bông này rất cao. Lý do tại sao thì như ngày cái sinh nông nghiệp giải thích. Ok rồi, vậy là ở bước 3 này tôi tóm lại ha, là mình có hai hình thức xử lý, đó là xử lý bằng hóa chất thúc đẩy ra hoa đồng loạt, và gồm có một số hóa chất ở trên đây: Piure, Gawasan, Sigawa, Thụy Sĩ ha, sổ lá thị sĩ, bạc lao zon. Những cái hóa chất này thì độc hại, hạn chế sử dụng. Cái thứ hai đó là xiết nước tăng ngày lên, tăng ngày xiết nước lên là 30 ngày, sau đó là bốn phần tưới nước là cây nó sẽ ra hoa. Rồi mình chuyển qua bước thứ tư, đó là dưỡng hoa đậu trái. Dưỡng hoa đậu trái thì khi mà sau khi
cái khâu mà tưới nước bón phân mình làm tốt đó, thì sau 15 ngày bông nó sẽ nhú ra như vậy này, như thế này đây, bông bắt đầu sẽ bút ra. Cựa gà đó ha, nhú cựa gà đây nè, nhú cựa gà nè, nhú lên hết đó. Rồi mình sẽ thấy là khoảng một tuần sau, không tới một tuần nó sẽ bút bông ra, nó búng bông ra nhiều lắm. Thì lúc đó mình sẽ làm gì? Anh em bà con nghĩ coi mình sẽ làm gì đây? Nó ra bông thì mình sẽ phun thuốc ra, mình phải dưỡng nó. Không còn cách nào khác. Bông dường mà bông trái nhiều đó, thì chắc chắn sâu hại nó sẽ tấn công. Rất rất tốt để mà sâu hại nó tấn công nha, rất là béo bở, mồi rất là béo bở ha. Sâu hại bệnh nó sẽ tấn công, mình phải phun thuốc rồi mình dưỡng ngừa. Thế thì lúc mà bông nó chưa nở, nó bút như vậy nè, hoặc là nó bút như cái cựa gà nãy, là mình sẽ bắt đầu mình phun rồi. Mình phun ở đây mình sẽ phun khoảng, mình phun đúng thời điểm ha. Thời điểm thứ nhất, giai đoạn 1, quan trọng là đúng thời điểm thôi, là khi bông hoặc hoa vừa bút nhú cừa gà là mình phun đợt 1. Phun thì gồm có sâu và dưỡng thôi, sâu dưỡng, sâu thuốc dưỡng nha. Giai đoạn thứ hai, đặc biệt giai đoạn mấy trong cái bước này là mình sẽ không gãy phân nha bà con, gãy phân là bông rụng hết nha. Lý do tại sao liên hệ kỹ sư nông nghiệp giải thích, tôi không có nói nhiều dài dòng này ha, tôi chỉ nói về quy trình thôi. Giai đoạn thứ hai là khi nào đây? À, ông cái dừa này xả lá nhiều quá. Nó xử lý hóa chất, xử lý hóa chất là nó sẽ ra nông nổi như vậy nha, cây nó giống như là cây nó bị chết vậy đó. Nhưng mà khi mà gãy phân là cây nó tỉnh lại, nó sẽ ra bông. Mà tôi khuyến cáo bà con hạn chế áp dụng phương pháp này, cây nó rất dễ chết. Cái giai đoạn thứ hai đó là cái giai đoạn mà kiếm một cái hình để nhà vườn anh em có thể hình dung được ha. Cái giai đoạn thứ hai đó chính là giai đoạn này đây. Đây, tức là giai đoạn mà cánh hoa đã đổ nhụy rồi. À, cánh hoa bắt đầu rớt, nó để lộ ra ngoài những cái trái như thế này, là mình phải phun liền. Để làm chi? Để mình ngừa cái trái này nó bị nhện đỏ. Đấy, lúc như vậy là giai đoạn hai, là lúc đổ nhụy trái đầu, tượng trái hay hồi nãy gọi là tượng trái ha. Đấy, thì mình phun là thuốc sâu nhện nha. Cái đoạn này nhện đỏ rất nhiều, mình không phun nhện là mốt là bị da cám hết, dưỡng luôn đó. Thuốc sâu gì, thuốc nhện gì, thuốc dưỡng gì thì liên hệ cái siêu nông nghiệp ha. Thì hoặc là bà con có thể ra ngoài vật tư nông nghiệp á, các anh em sẽ hướng dẫn cho bà con thôi. Nói chung cái giai đoạn này thì sâu dưỡng thì chỉ hỗ trợ thôi, chứ không có tác dụng nhiều đâu. Quan trọng là sâu nhện đó, sâu nhện này thuốc gì cũng được. Đối với những nhà vườn mà bán xuất khẩu chanh sang châu Âu á, thì cái sâu, thuốc sâu, thuốc dưỡng, thuốc nhện này kiểm soát rất là chặt chẽ. Thì những nhà vườn đó thì phải liên hệ kỹ sư nông nghiệp trực tiếp kỹ sư nông nghiệp để hướng dẫn chi tiết thuốc gì, sâu gì, thuốc nhện gì, để tránh tình trạng là sử dụng thuốc ngoài, thuốc cấm để dư lượng châu Âu nó bắt được thì cũng khó ha. Rồi hai hai lần thôi, mình phun hai lần thôi. Thì hai giai đoạn này anh em hỏi cách nhau bao nhiêu ngày, thì khoảng 10 ngày ha, 10 ngày phun lần, 10 ngày phun lần, thậm chí có thể phun lần ba luôn.
phun lần ba luôn, nếu mà anh em nhà vườn nào mà có thời gian á, phun thêm lần ba nữa thì nó quá tốt. Nhưng mà tôi chỉ nói là phun hai hai giai đoạn thôi, hai lần thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bước sang cái bước thứ năm. Bước thứ năm lúc này là mình đã qua tháng mấy rồi ta, hồi nãy là tháng 10 đúng không, tháng 10 tháng 4 này là tháng 11 này. Tháng 11 bắt đầu qua tháng 12. Tháng 12 thì cái trái của mình nó đã được gần một tháng, 1 tháng tuổi. Gần 1 tháng tuổi thì mình bắt đầu mình bón phân. Anh em hỏi là bón phân khi mà trái đã rụng sinh lý xong hay trước khi trái nó rụng sinh lý, thì tôi sẽ trả lời cho anh em luôn, đó là có thể bón trước hoặc sau đều được. À, cái này là kinh nghiệm thực tế của tôi ha. Nhiều người sợ là giai đoạn mà trái non như vậy nè, trái này là khoảng 1 tuần 2 tuần tuổi, 2 tuần thôi, một số nhà vườn không sợ, không không dám bón phân, cứ để như vậy. Thì tôi khuyến cáo là cái giai đoạn mà khoảng 2 tuần đó, nhà vườn nên bón bổ sung thêm, lượng rất ít thôi, một cây khoảng chừng 100 g tới 200 g phân để mình hỗ trợ thêm cái cây. Cái giai đoạn này là đang trong quá trình rụng sinh lý nè, mình vẫn có thể bón được nhưng mình bón số lượng ít thôi. Cái giai đoạn mà bón phân nhiều á, là giai đoạn mà khoảng 1 tháng sau khi mà sinh lý, rụng sinh lý, thì giai đoạn đó là anh em bón phân nhiều chút xíu. Nè, đây là mấy cái trái mà khoảng 1 tháng nè, tháng tháng rưỡi tháng đây, cái trái là 1 tháng tuổi, là bà con bón phân nhiều chút. Thì bón phân gì đây bà con? Thì mình bón, mình đưa trái thì mình chỉ bón NPK thôi, NPK thôi, NPK, NPK thì 20-15, loại nào cũng được, 20-20-15 hoặc là 25-25-5 nhiều lắm, 20-10-10 cũng được luôn. Đối với những cái vườn, những anh em nhà vườn nào mà bán chanh cho công ty xuất khẩu thì anh em cần phải bón bổ sung cho cái này ha, để cho cái vỏ trái nó dày lên chút xíu. Cái phân Jaga đi chất bo ha. Nha, cái phân này nó có canxi nha, bo nha. Đặc biệt là canxi nó sẽ giúp cho cái vỏ chanh nó dày lên ha. Thì trong quá trình mà công ty nó dự trữ trong kho hoặc là vận chuyển cái thời gian dài trên biển đi qua cái nước trộn á, thì nó không có bị hư. Đặc biệt là cái vỏ chanh mà dày á thì sâu bệnh rồi nó xâm hại cũng khó. Bà con muốn bán hàng xuất khẩu thì cần phải hướng tới cái quy trình sản xuất chanh là sạch, vỏ dày ha, xanh. Thì cái phân nitrat này nó đóng vai trò rất quan trọng. Những nhà vườn anh em nào mà bán cho xuất khẩu thì lúc mà giai đoạn bước năm này thì bón nuôi trái nên kết hợp thêm cái phân này nữa. Thì giai đoạn này 1 tháng thì mình chỉ bón khoảng 300 g một gốc thôi, không có bón nhiều hết. Đó, 1 tháng rồi bắt đầu quan trọng là cái tháng 12 này mình bón 2 lần nha bà con, bón 2 lần trong 1 tháng. Đầu tiên là mình bón 300 g một gốc hàng ngày. Cái giai đoạn hai cách nhau khoảng sau 15 ngày mình cũng bón lại cái nữa, cũng bón cái phần này luôn, cũng 300 g một gốc đấy. Như vậy là tôi đã nói với anh em, với bà con là 90% cái quy trình sản xuất, cái quy trình mà xử lý ra hoa dự định
tới cái bước 5 này là coi như mình đã hoàn thành rồi đó, coi như xong rồi đó, dùng mình là ngon lành rồi đó. Đó, tại vì cái trái như thế này là rất là khó rụng, mà bà con tăng cường hơn cho nó nữa thì nó chỉ mau lớn thôi, nó chờ để mình thu hoạch thôi chứ không có vấn đề gì nữa. Ở một số nơi mà dịch hại nhiều thì anh em có thể phun sâu, bổ sung phun sâu, ngừa sâu, đặc biệt là giai đoạn mà nắng nóng vào khoảng tháng cuối tháng giêng mà gần tết á, rồi cuối tháng chạp mà gần tết, đầu tháng giêng nắng nóng rất nhiều, nhện đỏ sâu hại là phát triển dữ dằn lắm. Thì bà con cần lưu ý cái bước này á là cái bà con phun thuốc. Với những nhà vườn nào mà không bán xuất khẩu thì phun thuốc, và những cái thuốc mà siro hoặc là những cái thuốc mà độc á, thì một lần là nó hết rồi, nó sẽ ngừa được. Ví dụ ruồi vàng hay là sâu đục trái nhện đỏ là phun cái một lần hết. Còn những nhà vườn mà bán chanh xuất khẩu thì những cái thuốc nó không có được phép xài nha bà con. Bà con cần phải phun đều cái loại thuốc là có hoạt chất là apamectin. Cái hoạt chất này là có trong thuốc mà công ty hướng dẫn nha, anh em kỹ sư hướng dẫn. Thì bà con chịu khó bà con phun 3 tới 4 lần nha, 3 lần ha, 4 lần hay nhiều, 3 lần cách nhau 7 ngày là bà con phun. Thì đảm bảo với bà con là cái thuốc này nó sẽ ngừa được cái sâu đục trái, ruồi đục trái ha. Từ cái giai đoạn mà trái nó như thế này nè, một tháng rưỡi trở lên là bắt đầu dập dập thuốc vô được rồi, chứ đợi lâu quá là nó cỡ này là nó sâu đồ nó khoái lắm, vô nó cắn phá là nó lây lan, nó sinh sản, nó thành dịch luôn, là mình dập thuốc chịu nổi rồi. Phun 3 lần, ít nhất là 3 lần, 4 lần 5 lần càng tốt. Phun tới khi mà thì khoảng 3 lần là nó đã 21 ngày là mình cũng gần tới tháng thứ hai, 2 tháng rưỡi là mình cũng gần thu hoạch, trái nó bự gì là mình cũng phun được rồi. Đấy, trái nó lớn gì nè. Thì bây giờ mình sẽ bổ sung cái phần bổ sung ha. Bổ sung trước khi thu hoạch. Cái bước này là sao trước khi thu hoạch. Thì nói chung cái phần này tôi sẽ giới thiệu một phần clip riêng, nhưng mà ở đây cũng nói thêm cho bà con biết luôn. À, đối với những nhà vườn nào mà anh em nhà vườn nào mà bán chanh xuất khẩu á, thì cái chất lượng chanh nó đóng vai trò quan trọng, là chất lượng chanh ở cái giai đoạn mà trái khoảng 2 tháng như thế này á, thì nó trước khi thu hoạch 1 tháng thì mình phải xử lý, mình phải giải quyết cái vấn đề chất lượng. Đó là mình thấy là một số cây lá nhiều nó có trái thì lá nó sẽ che đi cái phần chanh ở trong, thì thành ra là cái chanh mình thấy ở ngoài nó xanh như vậy đó, nhưng mà mình lật cái lá ra là nó rất là trắng. Đấy, thì mình cần phải làm sao cho chanh nó xanh. Đấy, cho chanh nó xanh không bóng, vỏ dày. Thì ở giai đoạn này thì những anh em nhà vườn nào bán cho công ty xuất khẩu thì mình bón thêm cái phân, thay vì mình bón NPK ha, thì mình sẽ bón cái phân DV hả, DV kết hợp với cái phân này Yaga canxi bón, hai cái này thôi là đảm bảo chất lượng. Thì cái giai đoạn này mình phải bón nhiều ha, giai đoạn này là trái nó cần dinh dưỡng nhiều lắm, bón nửa ký một cây. Đấy, sau đó là kết hợp lặt lá chanh. Thì giống như là một số anh em nhà vườn trồng mía thì người ta cũng mướn người đánh lá mía nha, còn chanh thì mình mướn thuê người lặt lá, không có vấn đề gì đâu. Mình chỉ còn một cái bước này nữa thôi, là mình sẽ đảm bảo chất lượng chanh xanh đẹp, mình làm thêm cái bước nhỏ này nữa. Tới mình làm nguyên một cái quy trình
là nguyên một thời gian dài từ tháng 6 cho tới tháng 12 là khoảng 6 tháng á, khoảng 5 tới 6 tháng, nguyên một cái quy trình dài gì mà mình bỏ cái bước lặt lá này, cái bước lặt lá, cái bước bón phân này á, thì cái chanh nó không xanh được. Tới đây cái bước này coi như là cũng là khá quan trọng. Cái bước đầu tiên là bước chuẩn bị nó rất quan trọng rồi, nhưng mà cái bước này nó cũng quan trọng không kém, nó góp phần cho cái chất lượng chanh nó đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Anh em nhà vườn nào bán chanh xuất khẩu thì lưu ý luôn cái bước này. Đấy. Rồi coi như là nãy giờ cũng mất cũng cả tiếng là nói với anh em nhà vườn mình thực hiện những cái bước mà tôi nói á, thì hy vọng là anh em sẽ có một cái vụ mùa thành công, xử lý ra hoa thành công, trái nhiều, đảm bảo chất lượng. Đặc biệt tôi nhấn mạnh đặc biệt chanh cần phải xuất khẩu thì mới đảm bảo giá được cho nhà vườn, chứ nhà vườn mà trồng chanh bán lái bán dựa thì sẽ không bao giờ giá cao được ha. Chanh sẽ không phát triển được, chanh nó sẽ không có nguồn gọi là tiêu thụ đầu ra ổn định, mà muốn bán chanh xuất khẩu thì chanh nó phải xanh và vỏ dày đẹp như thế này đấy. Rồi coi như là mình đã chia sẻ hết những cái kinh nghiệm thực tế cũng như là những cái kiến thức mà mình đã thu thập được. Hy vọng là qua clip này anh em nhà vườn bà con nông dân trồng chanh không hạt sẽ rút ra cho mình những cái kinh nghiệm riêng trên cái mảnh vườn của mình để làm sao xử lý ra hoa chanh nó thành công, đem lại lợi nhuận cao nhất cho gia đình mình. Và đặc biệt những anh em xuất khẩu, anh em trồng chanh để xuất khẩu á, thì bán được chanh ra thị trường thế giới đấy, góp phần làm cho chanh không hạt của mình cạnh tranh được với những cái loại chanh của Mexico, chanh chanh của Thái Lan, chanh của Úc đấy. Đó là cái tương lai xa của cái ngành trái cây xuất khẩu của Việt Nam mình. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi tới kết thúc video thì sẽ hẹn gặp lại anh em nhà vườn bà con nông dân ở một cái clip chủ đề khác hấp dẫn hơn. Thì anh em có bà con mà có câu hỏi hoặc là có thắc mắc gì thì cứ comment ở phía dưới hoặc là gọi vào số điện thoại mà tôi có hiển thị trên màn hình đó. Thì sẽ được giải đáp chi tiết cụ thể một số cái vấn đề mà còn thắc mắc chưa có được thông suốt trong cái clip này. Rồi ok, chúc nhà vườn có một vụ mùa bội thu. Xin chào.